em đã sinh thành chớ có quên công cha ngại mẹ sinh thành mẹ mang con 9 tháng thầy sinh một giờ trong lòng mẹ cha cha ngại canh giờ chứng nước ngây thơ nhưng là chớ có quên công cha mừng ngãi mẹ sinh con ra công mẹ cũng lắm công cha thời nhiều nào là khi ơi con nôi bồng bếp cơm sữa nâng niu thì nhọc nhằn trăm mấy cho đêm ngày thì con bú con ăn đêm nằm quần áo chiều trần nó ướt thì đầm đầm cho ướt thời mẹ chịu cho đành tâm ăn đèn con nơi thuốc cả thâu đêm chờ cho con đi ngủ mẹ nằm mong mấy ngày con ơi thì mong tháng mong đủ mà đầy năm kính con phải đạo trời kính thở đôi bên thì cha mẹ là người hiếu chung cùng thái sơn ơi con nơi phụ mẫu ngàn trùng mẹ khuyên con cứ ở hiếu chung thảo hiền cha mẹ thì thời ra phòng khi thì chân yếu tay mềm đèn cơm giả sữa kẻo phiền mẹ cha nuôi vấy con mong con cười tốt được bằng hoa phòng khi mình già mà tuổi luống cha già nhờ con bỏ công con lội suối kèo non cha thì tu nhân mẹ còn tích đức cho con sau này ở có tiền ới con ơi thời hậu được vây hay có mấy phiền
đậu được vây hay cha vây dòng cây đức mẹ ơn dày đền ân. Trong phép làm người mẹ khuyên con giữ đạo lấy hiếu thân, cảm thương cha mẹ ân cần ra con, mặc lòng ai thôi thì phải đạo làm con.